Tử vi tuổi mậu thân, sinh năm 1968, sau rằm tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tuổi mậu thân 1968 âm lịch, số phận lại tiếp tục thử thách minh chủ khi, mà sau rằm tháng 7 âm lịch lại phải đương đầu với cục diện tương xung, sẽ có vô vàng khó khăn, trắc trở sẽ đến. Nhưng nếu mậu thân biết được trước vận trình của mình và các phương pháp hóa giải vận hạn, thì có thể vượt qua vận hạn một cách dễ dàng tổng quan cuộc đời và vận trình người tuổi mậu thân sinh năm 1968 trong năm 2024. Người tuổi mậu thân sinh năm 1968 hay còn gọi là độc lập chi hầu, khỉ độc thân, dương mạng tuổi âm, 57 tuổi, sinh từ 30 tháng 1 năm 1968 đến 16 tháng 2 năm 1969, ngũ hành bản mệnh, đại trạch thổ đất nền nhà, tướng xương xương con khỉ, tướng tinh con lạc đà. Người tuổi mậu thân sinh năm 1968 tính tình lạc quan vui vẻ phóng khoáng thoải mái họ không ngại khó khăn dũng cảm đương đầu với mọi thử thách trên đời không được phúc anh em gia đình trợ giúp phải tự tay lập nghiệp độc lập tự cường thì mới có thể thành công những người tuổi mậu thân rất ham học hỏi họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu vì thế mà những người này có kiến thức rộng am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống họ thích được tự do đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ thú vị xung quanh mình tuổi mậu thân giỏi trong cách giao tiếp ứng xử và thuyết phục người khác bởi vậy họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới nơi họ đến phải là những nơi ồn ào náo nhiệt đông vui nhộn nhịp chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ yên tĩnh buồn chán cuộc sống năng động của họ luôn xoay quanh những điều thú vị mới mẻ không bao giờ nhàm chán tuổi mậu thân truyền cảm hứng sức sống dồi dào mãnh liệt của mình cho những người thân xung quanh khi đối diện với khó khăn thử thách tuổi mậu thân luôn thể hiện một ý chí quyết tâm cao và sự tự tin của mình họ độc lập giải quyết công việc mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác con mắt tinh tế nhìn xa trông rộng sẽ giúp họ lường trước được tất cả mối nguy hiểm ở trước mắt nếu làm việc tập thể tuổi mậu thân sẽ không bao giờ để mình chịu thua bất kỳ ai nếu có người hơn mình Họ sẽ cố gắng phấn đấu để vượt lên vị trí dẫn đầu. Những người này có sức cạnh tranh mãnh liệt và đôi chút ghen tị khi người khác đạt được thành công. Tuy nhiên, họ khéo léo che giấu đi cảm xúc thật sự của mình không để cho ai biết. Người tuổi Mậu Thân, tiền vận có phần vất vả, nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, tuổi Mậu Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định. Người tuổi Mậu Thân là người tài năng, song áp lực công việc lớn, lại phải chịu sự dèm pha từ những kẻ xung quanh, nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, khiên gan bình chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên, cũng phải chú ý, đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến mối quan hệ xấu đi. Nói chung, chỉ cần nỗ lực thì ông trời có mắt, sẽ trao cho bản mệnh những thành tích như mong muốn. Phần đông đàn ông mậu thân tính tình hiền lành, vui vẻ, là người có tài nên có thể gây dựng sự nghiệp lớn số tự tay lập nghiệp mà ít nhận được sự giúp đỡ hay hỗ trợ từ người thân lúc nhỏ nhiều lần phải trải qua tai nạn nguy hiểm nhưng nhờ ơn đức của tổ tiên nên đều có thể tai qua nạn khỏi về chuyện tình duyên cũng gặp nhiều trắc trở lận đận nếu lập gia đình muộn sẽ thuận lợi hơn trên đường công danh và đường đời phụ nữ mậu thân nếu sinh vào ban đêm mùa thu hoặc mùa đông là thuận sinh cuộc đời được sống trong cảnh an nhàn phú quý gặp nhiều may mắn Tuy nhiên số mệnh phần đông là vất vả dù sống trong cảnh giàu sang cũng khó được hạnh phúc số này phải lấy chồng và lập nghiệp xa quê mới mong ổn định về sự nghiệp nên ăn ở hiền lành tu nhân Thích đức để có thể hưởng cuộc sống thanh thản khi về già về cơ bản Mậu Thân có một năm 2024 khá suôn sẻ khi gặp được cục diện Tam hợp Thái Tuế không gặp phải biến cố gì trong cuộc sống bản mệnh chỉ cần chăm chỉ làm ăn nghiêm túc cống hiến thì mọi việc đều tiến triển thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ gặt hái thành công, thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, bản mệnh nên chăm sóc cẩn thận cho sức khỏe, đề phòng ngã bệnh. Các tinh chiếu mệnh giúp đời sống tinh thần của con giáp này có nhiều cải thiện tích cực. Nhân duyên hài hòa cũng rất có lợi cho việc mở rộng mối quan hệ, đặc biệt trong hợp tác làm ăn. Tổng quan tử vi tuổi mậu thân 1968 sau rằm tháng 7 âm lịch. Xét về địa chi, tháng 7, mậu thân lâm cục diện trực thái tuế. Công việc của người tuổi mậu thân tháng này chững lại, khó đạt được thành tích tốt đẹp, thậm chí bản mệnh làm nhiều nhưng chưa chắc đã được hưởng hết thành quả. Cạnh tranh, đấu đá có dấu hiệu tăng lên, người tuổi này phải mất thời gian liên tục dài chừng đối thủ, nên chất lượng công việc giảm sút, không hoàn thành kế hoạch ban đầu cũng là điều dễ hiểu. Chẳng những vậy, Tuổi này hành sự chỉ chú tâm vào điều mình nghĩ mà thiếu sự quan sát tổng quan, bỏ ngoài tai ý kiến của người ngoài, đến khi xảy ra sự cố thì không kịp sửa đổi nữa. Tuy nhiên, sau rằm tháng 7 âm lịch không được thái tuế, ủng hộ nhưng vẫn có nhiều các tinh chiếu mệnh nên vận trình, cũng được giải nguy phần nào. Thì kiên tạo nên sự chủ động ngay ở những bước đầu đã giúp mẫu thân, theo sát tình hình, có sự điều chỉnh kịp thời, cũng hạn chế được rất nhiều rủi ro không đáng khi các cơ hội tốt đang mở sẵn ra trước mắt bản mệnh cần phải tập trung và làm việc chăm chỉ để liên tục nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình khi đó bản mệnh sẽ có đủ năng lượng động lực và có cơ hội đạt được những tiến bộ đột phá trong công việc nếu bản mệnh đang có ý định bắt đầu kinh doanh riêng lẻ việc chú ý đến những thay đổi của thị trường và điều chỉnh chiến lược để thích ứng với những thay đổi bất cứ lúc nào sẽ là chìa khóa thành công những bước đầu chập chững có không ít khó khăn cần phải kiên nhẫn, bình tĩnh, chớ nên bỏ cuộc dễ dàng. Xem tử vi sao rằm tháng 7 âm lịch, dưới tác động từ cục diện tương xung, sự nghiệp của người tuổi mậu thân tháng này có phần lung lay. Việc hoàn thiện một công việc từ đầu đến cuối không phải là điều bản mệnh ưu tiên hay quan tâm hàng đầu. Ảnh hưởng của đại hao, nên tiền bạc cứ thế đổi nón ra đi với rất nhiều lý do rất có lý, như cưới hỏi, ma chay, sinh nhật. Đó là chưa kể bản mệnh bị lừa số tiền lớn chỉ vì cả tin, thiếu hiểu biết. Sức khỏe cũng là vấn đề khiến bản mệnh bận tâm trong tháng này. Nếu không thì cũng là bệnh của người già, trẻ con trong nhà khiến bản mệnh mệt mỏi và tiêu tốn tiền bạc. Tử vi tuổi mậu thân 1968 sau rằm tháng 7 âm lịch, trên các phương diện. Phương diện sự nghiệp Xem tử vi tuổi mậu thân 1968 âm lịch về phương diện sự nghiệp tinh thần làm việc của bản mệnh sau rằm tháng 7 âm lịch có dấu hiệu sao nhãn do có tính cả thèm chóng chán bản mệnh có thể nhảy sang bất cứ dự án mới nào mà mình cảm thấy hứng thú mà bỏ mặc nhiệm vụ hiện tại của bản thân tinh thần cạnh tranh không hẳn là một điều xấu bởi vì mọi người luôn cần có sự khẳng định bản thân thế nhưng nếu thái quá thì có nghĩa là bản mệnh thiếu đi sự khiêm tốn nhã nhặn cần thiết ngoài ra trong cách giao tiếp với mọi người nhớ tránh hiểu nhầm kẻo xảy ra những xung đột không đáng có. Nếu có thể nên giúp đỡ nhau trong công việc thì càng tốt. Phương diện tài lộc Xem tử vi tuổi mậu thân 1968 sau rằm tháng 7 âm lịch về phương diện tài lộc, không thực sự khởi sắc, nhất là những ai cố tình gian dối trong làm ăn thì lúc này lãnh hậu quả nặng nề. Khi không còn ai muốn hợp tác cùng thì số đơn đặt hàng, các hợp đồng lần lượt giảm sút đáng kể đừng than mình tại sao mãi, nghèo nữa, hãy thực sự hành động. Trước tiên là kiếm thêm số tiền nhỏ và tìm cách gia tăng dần theo thời gian. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc thầy gia các khuyên các gia chủ hãy, luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân thân tí thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh từ đó tài lộc kéo đến âm âm may mắn không gì bằng. Phương diện tình duyên Xem tử vi tuổi mậu thân 1968 sau rằm tháng 7 âm lịch về phương diện tình duyên, sóng gió trong chuyện tình cảm giữa hai người là điều khó tránh khỏi khi mà ở bên nhau lâu hai người sẽ thường xuyên nảy sinh những bất đồng. Tương xung xuất hiện trong tháng này, nhắc nhở bản mệnh cẩn thận trong trong lời ăn tiếng nói, nếu không muốn tình cảm rạn nứt thêm. Ngược lại, chiến tranh lạnh cũng rất nguy hiểm cho mối quan hệ của bản mệnh. Đây là thời gian để bản mệnh thể hiện những suy nghĩ của mình một cách tích cực và chủ động. Hãy xem thái độ của đối phương và đừng quên điều chỉnh cách cư xử với họ. Nếu một căng thẳng nào đó xuất hiện thì bản mệnh cũng có lỗi trong việc này đấy nhé. Phương diện sức khỏe Xem tử vi tuổi mậu thân 1968 âm lịch về phương diện sức khỏe, sau rằm tháng 7 âm lịch có dấu hiệu bản mệnh hay bị ốm vặt hơn một phần là lý do thời tiết, hoặc cũng có thể là sức đề kháng của bản mệnh bị giảm sút. Nên tăng cường việc ăn và uống đồ ấm, hạn chế uống đồ lạnh, ưu tiên ăn nhiều rau củ quả theo mùa. Sau dịch mã chủ di chuyển, nên cẩn thận trong việc di chuyển, đi lại. Có điểm tai nạn bất ngờ ở tứ chi, hai tay, hai chân khi đi lại trên phương tiện giao thông. Bản mệnh nên cố gắng sắp xếp thời gian để có giấc ngủ trưa giấc ngủ trưa giúp bản mệnh được tái tạo năng lượng sau nửa ngày làm việc và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Các gia chủ tuổi Mậu thân trong thời gian này sẽ cần phải sử dụng vòng cổ Minh Quang Pháp Bảo để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chắt lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đem theo vật phẩm này bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video này nếu trong quá trình biên soạn nội dung có bất kỳ điều nào sai sót hoặc chưa đầy đủ ban biên tập chương trình kính mong nhận được sự góp ý của quý anh chị và các bạn để chúng tôi có thể khắc phục các thiếu sót này và xây dựng thêm nhiều nội dung hay về tử vi số mệnh Quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin mới nhé. Kính chúc anh chị và các bạn thật nhiều may mắn, vạn sự như ý.